Xin chào và cảm ơn các bạn đã trở lại với bản tin KTV ngày 11 tháng 11 năm 2022. Bản tin hôm nay, tin đồn tiếp tục bay xung quanh Sam Bankman-Fried và sự sụp đổ của FTX. Cộng đồng tiền điện tử tiếp tục bị tấn công bởi những tin đồn và âm mưu bước vào ngày thứ 5 của sự sụp đổ của FTX. Từ những thông tin cho rằng Sam Bankman-Fried đã bị bắt trên đường băng ở sân bay Bahamas đến những tin đồn rằng nhân viên của sàn giao dịch đang cố gắng bán tài sản của công ty. Rất khó để cộng đồng có thể phân biệt thực tế khỏi hư cấu. Poly.sol, người sáng lập dự án mã thông báo không thể xóa được NFT, Not Lava Lab là một trong những người đầu tiên làm dấy lên tin đồn SBF bị bắt. Người sáng lập NFT đã tweet lại một bài đăng trên bản đồ Flyradar 24 báo cáo rằng một máy bay phản lực tư nhân đã hạ cánh trong khoảng 40 phút khi đang trên đường đến Miami từ Nassau, thủ đô của Bahamas, nơi FTX đặt trụ sở chính. Nhiều thành viên cộng đồng đã trả lời chủ đề với các bức ảnh của SBF được chỉnh sửa thành các vụ bắt giữ của cảnh sát, làm nổi bật khả năng máy bay tư nhân chở CEO FTX. Mặc dù vậy, vẫn chưa có xác nhận nào rằng đây thực sự là SBF. Trong khi đó, một báo cáo trích dẫn các nguồn ẩn danh đề cập rằng các nhân viên của sàn giao dịch sụp đổ đang làm việc để cố gắng bán tài sản của công ty trong khi giám đốc điều hành của họ đi vắng. Các tài sản được báo cáo bao gồm nền tảng thanh toán chứng khoán Embed và quyền đặt tên cho đấu trường FTX ở Miami. Ngoài những điều này, một bài đăng trên mạng xã hội cho rằng nhiều nhân viên FTX đã đầu tư tiền tiết kiệm của họ vào công ty vì tin tưởng vào SBF. Tuy nhiên, các nhân viên hiện lo sợ rằng tiền của họ đã được gửi đến Alameda Research. Ngoài ra, một báo cáo trích dẫn các nguồn ẩn danh cũng đã tuyên bố rằng SBF đã bán vốn cổ phần với mức chiết khấu 50% cho nhân viên của sàn giao dịch hồi mùa xuân. Trong khi những tin đồn tiếp tục gây hoảng loạn trong thị trường tiền điện tử, rất nhiều thông tin xuất phát từ phương tiện truyền thông xã hội và các báo cáo khác nhau là thông tin chưa được xác nhận từ các nguồn ẩn danh. Trong khi đó, một thông cáo truyền thông chính thức từ Ủy ban Chứng khoán Bahamas SCB nhấn mạnh rằng cơ quan chính phủ đã phong tỏa tài sản của FTX. Theo SCB, SCB sẽ bảo toàn tài sản của công ty và ổn định công ty bằng cách đưa tài sản vào trạng thái thanh lý tạm thời, một cơ chế được áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp mất khả năng thanh toán.